Các em thân mến, chúng ta cùng đến với đề số 5 trong chuyên đề Phát triển đề minh họa của Bộ Giáo dục môn ngữ văn và hướng dẫn cách làm phần đọc hiểu viết đoạn văn 200 chữ với những đề mới nhất do thầy biên soạn để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. 1. Phần đọc hiểu, 3 điểm. Đọc văn bản. Nếu anh không về trong buổi chiều nay, em đừng buồn và âu lo quá nhé. Nhớ đón con và động viên cha mẹ, bởi tổ quốc cần, anh chẳng thể ngồi yên. Bao nhiêu người cũng rất muốn đoàn viên, nhưng Covid đang tràn lan đất nước. Anh không thể nghĩ tình riêng mình được khi các bạn anh bạc tóc hao gầy. Ai cũng mong cho đất nước mỗi ngày không còn tin người nhiễm thêm ca mới. Thương tổ quốc, em ở nhà hãy đợi, hết dịch rồi anh sẽ lại về thôi. Sáng nay tin từ nước Ý xa xôi, mấy ngàn người đã không còn sự sống. Thương Izan muôn trái tim lay động, hơn nghìn người trong tuyệt vọng ra đi. Tây Ban Nha rồi đại lục Trung Hoa, cả thế giới chỉ một màu tang tóc. Lo quê nhà, trái tim anh chợt khóc, sợ dịch đến mình, sợ mất một người thân. Anh không về vì dân tộc đang cần. Chào em yêu, đồng đội anh đang đợi. Nếu ngày mai anh mãi xa vời vợi, đừng khóc nghe em, anh chẳng yên lòng. Bài thơ Nếu anh không về của tác giả Vũ Quốc Tuấn được đăng trên trang tin điện tử của Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện các yêu cầu sau. Câu 1. Văn bản trên được viết theo thể thơ nào? Câu 2. Những lý do anh không về được nhắc đến trong bài thơ là gì? Câu 3. Anh, chị hiểu như thế nào về nội dung những dòng thơ sau? Sáng nay tin từ nước Ý xa xôi, mấy ngàn người đã không còn sự sống. Thương Izan muôn trái tim lay động, hơn nghìn người trong tuyệt vọng ra đi. Tây Ban Nha rồi đại lục Trung Hoa, cả thế giới chỉ một màu tang tóc. Câu 4. Thông điệp ý nghĩa nhất với anh chị qua bài thơ trên là gì? Lý giải sự lựa chọn đó của anh chị. 2. Phần làm văn. Câu 1. 2 điểm. Từ nội dung phần đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về trách nhiệm của tuổi trẻ giữa đại dịch Covid-19 hiện nay. Các em thân mến, sau đây là hướng dẫn và gợi ý trả lời của thầy cho đề bài trên. Thầy lưu ý một mẹo nhỏ khi làm phần đọc hiểu, đó là để rút ngắn thời gian, các em hãy đọc câu hỏi trước khi đọc ngữ liệu. Như vậy, các em sẽ không phải đọc hai lần ngữ liệu. Thời gian lý tưởng để làm xong một đề đọc hiểu là 20 đến 25 phút. Vậy nên, các em cần tiết kiệm tối đa thời gian có thể. Chúng ta cùng đến với câu số 1. Câu 1. Văn bản trên được viết theo thể thơ nào? Dựa vào số tiếng trong mỗi câu thơ, em có thể dễ dàng xác định thể thơ của văn bản trên, đó là tự do. Câu 2. Những lý do anh không về được nhắc đến trong bài thơ là gì? Em chú ý từ những để đưa ra số lượng ý trong câu trả lời. Em cũng chú ý trong câu hỏi nội dung của yêu cầu, đó là lý do anh không về. Anh ở đây là nhân vật trong bài thơ. Vì vậy, em hãy đọc bài thơ để xác định câu trả lời đầy đủ và chính xác nhất. Thầy gợi ý câu trả lời cho câu hỏi số 2 như sau. Những lý do anh không về được nhắc đến trong bài thơ đó là Tổ quốc đang cần, Covid đang tràn lan đất nước, anh không nghĩ tình riêng mình được khi các bạn anh tóc bạc hao gầy. Xuất phát từ niềm mong muốn cho đất nước mỗi ngày, không còn tin người nhiễm thêm ca mới. Câu 3. Anh chị hiểu như thế nào về nội dung những dòng thơ sau? Sáng nay tin từ nước Ý xa xôi, mấy ngàn người đã không còn sự sống. Thương Izan muôn trái tim lay động, hơn nghìn người trong tuyệt vọng ra đi. Tây Ban Nha rồi đại lục Trung Hoa, cả thế giới chỉ một màu tang tóc. Với dạng câu hỏi này, thầy nhắc lại cách trả lời như sau. Trong câu trả lời của mình, các em cần đảm bảo được hai ý. Thứ nhất, em nêu nội dung của những dòng thơ. Các em hãy dựa vào những từ ngữ, hình ảnh được nhắc đến trong đoạn thơ, như nước Ý mấy ngàn người không còn sự sống, hay ở Iran hơn nghìn người đã tuyệt vọng.
rồi ở Tây Ban Nha, Trung Quốc và cả thế giới đang chìm trong một màu tang tóc. Và đặc biệt, để tìm hiểu nội dung của những dòng thơ, các em cần đặt trong bài thơ khi tác giả đang nhắc đến đại dịch Covid-19 để xác định nội dung một cách chính xác nhất. Ý thứ hai, em nêu giá trị tư tưởng của những dòng thơ, hay nói cách khác, em trả lời cho câu hỏi, đó là qua những dòng thơ, tác giả đã thể hiện tình cảm gì hoặc muốn nhắn nhủ điều gì. Sau đây là gợi ý của thầy cho câu hỏi trên. Qua những dòng thơ, tác giả đã nhắc đến một thực trạng đau thương đang diễn ra khắp nơi trên thế giới. Đó là đại dịch Covid-19 lan tràn từ Âu sang Á, khiến cho một màu tang tóc phủ kín hàng ngàn, hàng triệu người ra đi trong nỗi tuyệt vọng. Những dòng thơ còn thể hiện niềm cảm thương, xót xa của tác giả với những người đã chết trong đại dịch, đồng thời còn như một lời cảnh báo thức tỉnh đối với tất cả chúng ta về mức độ nguy hiểm và ý thức chung tay bảo vệ trước đại dịch Covid-19 hiện nay. Câu 4. Thông điệp ý nghĩa nhất với anh, chị qua bài thơ trên là gì? Lý giải sự lựa chọn đó của anh chị. Thầy hướng dẫn cách làm và gợi ý câu trả lời cho câu hỏi số 4 như sau. Với dạng câu hỏi này, em cần trình bày được hai ý trong câu trả lời. Ý 1, em đưa ra một thông điệp mà mình cảm thấy ý nghĩa nhất với bản thân hoặc với cộng đồng. Các em chú ý, thông điệp cần ngắn gọn, có dạng như một lời khuyên, một lời nhắn nhủ. Em có thể sử dụng các từ cầu khiến như hãy, nên, cần, phải, đừng, vân vân. Và đặc biệt, khi trình bày, các em nên để thông điệp trong ngoặc kép cho thật rõ ràng. Và điều quan trọng là nội dung của thông điệp phải được rút ra từ phần ngữ liệu đọc hiểu. Sau đó ý 2, em nêu lý do đưa ra thông điệp. Phần lý giải cần ngắn gọn, rõ ràng. Sự thuyết phục của phần lý giải đến từ các yếu tố như phù hợp với quan điểm chung của nhiều người nhưng không mất đi cá tính và quan điểm riêng của người viết, phù hợp với pháp luật và thuần phong mỹ tục của đất nước mình. Và em cũng cần bám vào nội dung ngữ liệu để lý giải. Sau đây là phần gợi ý của thầy cho câu hỏi trên. Đọc bài thơ Nếu Anh Không Về của tác giả Vũ Quốc Tuấn trong đại dịch như hiện nay, chắc hẳn mỗi người đều có cho mình những thông điệp thật ý nghĩa. Còn với cá nhân tôi chọn cho mình thông điệp đó là cả đất nước hãy chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19 đang lan tràn khắp nơi trên thế giới, đã đặt mỗi chúng ta vào một thử thách vô cùng khắc nghiệt. Biết bao nhiêu người đã ra đi mãi mãi, và cũng có rất nhiều người đã hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình để thực hiện sứ mệnh cao cả với đất nước trong cuộc chiến này. Đó là những người đứng đầu đất nước đang ngày đêm chỉ đạo dập dịch, là những người lính biên phòng bảo vệ nơi cửa ngõ tổ quốc, đặc biệt là những chiến sĩ áo trắng trực tiếp chiến đấu với đại dịch. Tuy nhiên, một cá nhân, một tổ chức không thể đơn phương chống lại dịch bệnh mà rất cần sự chung tay của tất cả mọi người. Mỗi cá nhân phải nâng cao ý thức, phải là một chiến sĩ bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng. Có như vậy mới đẩy lùi, dập tắt được đại dịch hiện nay. Chúng ta cùng đến với phần 2 làm văn với câu hỏi số 1, 2 điểm. Từ nội dung phần đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về trách nhiệm của tuổi trẻ giữa đại dịch Covid-19 hiện nay. Thầy gợi ý cách làm cho đề bài trên như sau. Trước hết, cần phải nhắc lại để các em lưu ý hướng dẫn chấm của Bộ Giáo dục cho câu nghị luận xã hội. Bởi trong quá trình làm bài thi, có thể do tâm lý phòng thi hay do thói quen hàng ngày đã khiến cho các em có thể mắc một vài lỗi không đáng có như xuống dòng khi viết đoạn văn hoặc quên viết ý này, ý khác. Để khắc phục, các em cần luyện viết thường xuyên. Và thời gian lý tưởng cho câu nghị luận xã hội đó là khoảng 15 đến 20 phút, cùng với 20 phút câu đọc hiểu để các em có thể dành thời gian nhiều nhất cho câu nghị luận văn học 5 điểm. 5 yêu cầu của Bộ Giáo dục trong hướng dẫn chấm đó là: yêu cầu thứ nhất, đảm bảo về hình thức của đoạn văn. Các em có thể sử dụng các kiểu đoạn văn khi làm bài như diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp, song hành hay móc xích. Các em cần xác định đúng vấn đề nghị luận. Làm được điều này, các em được 0,25 điểm. Vấn đề nghị luận có thể được thể hiện ở ngay câu mở đoạn của các em nếu là đoạn văn diễn dịch hay tổng phân hợp. 3. Đó là yêu cầu về triển khai vấn đề nghị luận. Các em sẽ được 1 điểm. Ở đề bài này, đó là các em cần phải làm sáng tỏ trách nhiệm của tuổi trẻ trong đại dịch Covid-19 hiện nay.
Yêu cầu thứ tư, yêu cầu về chính tả ngữ pháp, các em được 0,25 điểm, đó là đảm bảo chuẩn chính tả và ngữ pháp. Yêu cầu thứ năm, yêu cầu sáng tạo, chúng ta sẽ được 0,25 điểm. Thể hiện sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ. Sau đây là phần gợi ý của thầy. Mở đoạn. Các em có thể mở đoạn theo hai cách, trực tiếp hoặc gián tiếp, tùy theo năng lực và sở thích của mình. Dù bằng cách nào đi nữa, cũng cần phải nêu được vấn đề nghị luận mà đề bài yêu cầu. Đó là trách nhiệm của tuổi trẻ trong đại dịch. Ví dụ, các em có thể mở đoạn bằng cách trực tiếp đơn giản như sau. Từ nội dung bài thơ Nếu Anh Không Về của tác giả Vũ Quốc Tuấn ở phần đọc hiểu là một người trẻ, mỗi chúng ta càng nhận thức thấu đáo hơn về trách nhiệm của thế hệ mình với đất nước trong đại dịch COVID-19. Hoặc các em có thể mở đoạn theo cách gián tiếp như sau. Trong tình hình dịch COVID diễn biến phức tạp như hiện nay, phương châm chống dịch như chống giặc đã trở thành khẩu hiệu hành động cho mỗi người dân. Đặc biệt với thế hệ trẻ, việc phát huy trách nhiệm với đất nước là điều cần thiết hơn bao giờ hết. B. Thân đoạn. Trước hết, chúng ta sẽ cần giải thích khái niệm trách nhiệm của tuổi trẻ trong đại dịch là gì. Các em có thể tham khảo cách giải thích sau đây. Trách nhiệm của tuổi trẻ trong đại dịch, chúng ta có thể hiểu đó là nhiệm vụ, là trọng trách và là những điều mà mỗi bạn trẻ cần phải thực hiện để hoàn thành sứ mệnh của một công dân đối với đất nước trong dịch bệnh. Ý 2 cũng là ý quan trọng nhất của đoạn văn. Các em sẽ bàn luận về trách nhiệm của tuổi trẻ trong đại dịch hiện nay. Đây là ý chính, vì vậy các em cần dồn trọng tâm của bài viết ở đây, cần bàn luận thấu đáo và thuyết phục. Để viết được ý này, các em có thể đặt ra câu hỏi. Để thực hiện trách nhiệm của tuổi trẻ với đất nước trong đại dịch, mỗi bạn trẻ cần làm gì? Trả lời được câu hỏi ấy, các em đã hoàn thành được ý thứ hai của phần thân đoạn. Sau đây là phần gợi ý của thầy. Đối với dạng đề bàn luận về trách nhiệm, sứ mệnh hoặc điều bản thân cần làm hoặc đưa ra những giải pháp, bài học, các em cần trình bày được hai ý chính cơ bản sau đây. Trước hết, các em cần đưa ra những nhận thức về vấn đề và sau đó các em sẽ đưa ra những hành động cụ thể và ý hành động sẽ là ý quan trọng nhất. Sau đây là phần gợi ý của thầy về nhận thức. Để làm tròn trách nhiệm của mình, mỗi bạn trẻ cần nhận thức được vai trò của bản thân cũng như của thế hệ mình đối với đất nước. Tuổi trẻ là lực lượng xung kích luôn đi đầu trên mọi mặt trận, đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh COVID-19 đang lan tràn như hiện nay. Nhận thức đó sẽ là kim chỉ nam cho những hành động đúng đắn của mỗi bạn trẻ. Hành động. Thầy đưa ra nhiều gợi ý để các em có thể lựa chọn khi trình bày nội dung này. Các em nhớ sử dụng vừa đủ để làm nổi bật ý chính của bài viết, đồng thời vừa đáp ứng dung lượng của đoạn văn. Trước tiên, mỗi bạn trẻ cần phải là người tiên phong thực hiện nghiêm túc các yêu cầu quy định trong đại dịch như khẩu hiệu 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế. Bên cạnh đó, bằng hiểu biết của mình về sự nguy hiểm của đại dịch, về cách phòng chống sự lây lan của virus, hãy là những tuyên truyền viên tích cực cho những người thân trong gia đình, bạn bè, anh em. Thậm chí thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền vận động. 3. Lấy khẩu hiệu hành động của đoàn làm định hướng. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Mỗi bạn trẻ sẵn sàng tham gia trên các mặt trận phòng chống dịch. Bạn là sinh viên ngành y, hãy tiếp sức cho các bác sĩ trực tiếp cứu chữa bệnh nhân COVID. Bạn là bộ đội, hãy xung phong đến những nơi đại dịch đang bùng phát để tham gia dập dịch, đến những nơi cửa ngõ của Tổ quốc để bảo vệ biên giới. Thậm chí là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, chỉ với một hành động nhỏ là chia sẻ những thông tin quý, nghĩa cử đẹp trong đại dịch là đang thực hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước rồi. Ý thứ ba là dẫn chứng. Các em có thể đưa ra một hoặc hai trong rất nhiều dẫn chứng sau đây. Những chiến sĩ áo trắng ngày đêm đang chiến đấu tuyến đầu của dịch bệnh trong những ngày qua ở Bắc Giang, Bắc Ninh. Những người lính biên phòng xa gia đình mà chưa một lần về thăm nhà, chỉ có thể tranh thủ những phút giây hiếm hoi để hỏi thăm tình hình qua những cuộc điện thoại vội vã. Hay câu chuyện về anh Hoàng Tuấn Anh, 36 tuổi, giám đốc công ty Vũ Trụ Xanh,
đã phát minh ra cây ATM gạo rất thiết thực để cứu trợ những người nghèo trong dịch bệnh. Đó là minh chứng sinh động nhất cho thế hệ thanh niên Việt Nam trong đại dịch đang thực hiện sứ mệnh tuổi trẻ với đất nước. Ý thứ 4, phản biện. Kèm nhớ viết ý này rất ngắn gọn và thầy gợi ý như sau: thế nhưng lại có một bộ phận bạn trẻ giữa cơn đại hồng thủy của đại dịch lại lấy đó làm cơ hội để trục lợi từ việc buôn bán, là những anh hùng bàn phím chia sẻ những thông tin thất thiệt hay trốn tránh việc cách ly, vân vân. Họ không xứng đáng với trọng trách mà đất nước đã trao gửi và mong đợi. Kết đoạn. Tôi còn nhớ câu nói nổi tiếng của cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu về giá trị của tuổi trẻ: hỡi thanh niên, hãy bán cho tôi một năm tuổi trẻ, tôi sẽ trả cho bạn 1 tỷ đô xanh. Quả thực, thời gian tuổi trẻ là vô giá, và nó sẽ càng trở nên có ý nghĩa hơn nếu tôi và các bạn làm tròn trách nhiệm của mình với đất nước, nhất là trong hoàn cảnh như hiện nay. Hoặc các em có thể tham khảo cách kết đoạn sau. Tôi còn nhớ nhan đề một cuốn sách nổi tiếng của Du Sinh Nguyễn là một câu hỏi: tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Nếu là mình, tôi sẽ trả lời câu hỏi ấy trong lúc này, đó là: tuổi trẻ của bạn sẽ chẳng đáng giá một xu nếu bạn trốn tránh trách nhiệm, còn nó sẽ là vô giá nếu bạn thực hiện sứ mệnh với đất nước, nhất là trong đại dịch COVID-19 như hiện nay. Kèm thân mến, kèm vừa đến với đề phát triển từ đề minh họa của Bộ Giáo dục Đào tạo năm 2021. Mọi thắc mắc của các em có thể inbox theo đường link Facebook bên dưới để được giải đáp thật chi tiết. Kèm đừng quên đăng ký kênh để nhận những video bài giảng mới nhất từ văn học trong nhà trường. Cảm ơn các em đã theo dõi. Chúc các em đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới và hẹn các em trong video tiếp theo.